Người dân tại 12 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau có thể mua vàng miếng SJC bình ổn giá trực tiếp tại 4 ngân hàng Quốc doanh, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank và công ty SJC. Về phía 4 ngân hàng quốc doanh, các nhà băng này lưu ý chỉ thực hiện bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân và không mua vào. Riêng với SJC, công ty này sẽ thực hiện tất cả các giao dịch với vàng miếng SJC như thường lệ. Về giá bán, căn cứ vào giá vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước, 4 nhà băng cùng SJC sẽ xác định và công bố giá bán vàng miếng trên website chính thức và tại các địa điểm bán vàng. Khách hàng khi tới địa điểm mua vàng cần mang theo giấy tờ tùy thân, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Trong trường hợp cá nhân muốn mua khối lượng lớn vàng miếng, cần chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo hoặc thực hiện mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trước khi giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.